Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Với bạn nào lần đầu đến với kênh YouTube của mình thì kênh YouTube của mình làm về đời sống, công nghệ và kiếm tiền trên mạng nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một web nữa. Nó cũng là đàn em của cái thằng web đợt trước mình giới thiệu cái app khác. Cái app này cũng là một em của cái app còn kia, cũng rút tiền về Bitcoin Base. Thì cái này là được cái là nó không có min rút, có nghĩa là bạn có bao nhiêu thì bạn rút bấy nhiêu cũng được. Nó không hề có min rút gì cả. Nhưng mà nó cũng giống thằng em kia, kiếm tuy được ít nhưng mà nó lại hơn thằng kia là kiếm nó dễ dàng hơn. Có nghĩa là bạn không cần phải nhớ nó là để mỗi 30 phút bạn vào để nhập captcha ấn forget một lần, mà cái này bạn chỉ việc mở khóa màn hình là nó đã tính tiền cho bạn rồi. Đây mình mở khóa này. Ok đấy. Như thế là mở là nó tính tiền vào đấy. Deadbo card này. Đây bắt đầu mình nhìn cho bạn tổng quan nhé. Tổng quan ở đây thì nó cho tương đối là ít. Đấy, bạn nhìn nhìn cái số này này. Thực ra nhìn nhìn ở cái số này bạn phải trừ trừ đi mình cho mình ba số cuối nhé. Ba số cuối thì như nó mới bắt đầu mới tính cho bạn là được một Satoshi, mà bắt đầu từ cái số thứ tư thì nhớ như là đúng. À đâu, bắt đầu từ số thứ 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 ba, từ từ cuối lên ấy, thì bắt đầu nó mới tính cho bạn là Satoshi nó nằm ở đấy. Bắt đầu từ thứ ba từ cuối lên nhá thì bạn mới tính Satoshi. À đấy, tiền nó nhảy ấy. Thì đây nó giới thiệu đây, cái mà số tiền đầu tiên là số tiền bạn kiếm được từ việc mở khóa màn hình. Cái này nó chỉ mở khóa màn hình là nó kiếm tiền, đúng ra bạn cũng không phải ấy. Thì tiếp theo là nó là giải thích thêm về cái này, là đầu tiên là bạn giới thiệu cho bạn bè thì bạn sẽ được 50% cái số tiền mà của bạn bè kiếm được, và bạn bè của bạn thì lại được tiếp 10% cái số, có nghĩa là 10% mà cái số tiền mà bạn bè bạn kiếm được. Thì đây mình đã giới thiệu được hai người rồi. Thì con này là nó đầu tiên khi các bạn đăng mình khi bạn tìm à các bạn nhớ tìm cái này trên CH Play là sai coin này nhá. Nhìn cái biểu tượng cái bàn tay chỉ lên này này, thế các bạn đào về thôi. Khi đào về thì nó sẽ bắt bạn đăng nhập, thì bạn nhập đăng ký thì nó yêu cầu cái referral code này này, thì bạn nhập cái referral code của mình vào nhá. Thứ nhất là bạn vừa ủng hộ mình này, thứ hai nữa là bạn nhập vào thì bạn sẽ được 10% thu nhập, tăng 10% này. Thứ ba nữa là bạn mới vượt qua được cái phần đăng ký, vì thằng này nó đăng ký lại bắt phải có cái code này. Bạn nhớ code anh 369 này nhá. Thì nó mới, bạn mới vượt qua được cái code này. Code này mình sẽ để link ở phần bên dưới. Và tiếp theo là đây cái này nó dùng tiếp theo là cái kiếm tiền nữa là cái message. Nó cái này thì thực ra mình đang ở Ấn thì việc mình rất ít khi dùng message, vì chả nhắn tin cho ai qua message bình thường cả. Messenger bình thường cả, đâm ra mình cũng chưa kiếm được đồng nào từ cái Messenger này. Thì các bạn ở Việt Nam thì các bạn thử tìm hiểu nhé. Còn tiếp nữa là cái withdraw này. Có nghĩa là cái này nó câu này nó có nghĩa là mọi trong 24 giờ bạn rút tiền lúc nào cũng được. Cái câu cuối cùng của nó này, rút tiền lúc nào cũng được. Thì nó rút tiền về cái câu chỗ phần withdraw link này. Là cái có nghĩa là nó câu câu này của nó cái câu question payment one every 22 hour này là nó có nghĩa là bạn ấn vào đây rút tiền lúc nào cũng được. Mình đảm bảo là trong vòng bạn down app xong, nhập code xong, đăng ký bình thường xong khoảng độ vài phút là bạn đã có Satoshi rồi, thì bạn ấn rút tiền luôn cũng được. Mặc dù nó rất là ít thôi nhưng mà ấn rút tiền luôn cũng được. Thì nó rút tiền qua Coinbase, thì Coinbase nếu bạn nào chưa có ví Coinbase thì mình sẽ để link ví Coinbase ở bên dưới, và cũng như là để link group Facebook của mình ở bên dưới. Các bạn vào nếu có phần nào không hiểu thì có thể hỏi mọi người ở group, hoặc là link Telegram của mình cũng ở bên dưới. Thì Telegram ở đấy có rất nhiều các bạn sẽ tư vấn cho bạn, để nếu bạn có vấn đề gì thì các bạn sẽ tư vấn cho bạn. Thực ra web này mình chạy cũng đã demo và mình cũng rút nhiều lần rồi. Đến thời điểm này mình rút cũng tương đối nhiều rồi. Và chạy demo cho các bạn ở trong nhóm của mình thì các bạn ấy cũng rút được rất nhiều rồi. Thì mình
mình sẽ đầu khi nào mình làm clip thì mình cũng sẽ demo trước. Trước khi để làm clip để đưa lên cho các bạn xem thì mình đã demo nội tại trước những các bạn bè của mình để chắc chắn là nó hoạt động rất là tốt. Mình thấy web này tương đối hay, tuy kiếm rất ít thôi nhưng mà bạn cộng thêm cái web kia nữa thì mới lại nó cũng là kiếm tiền, chỉ việc bạn mở khóa lên thôi. Hoặc là nếu bạn giới thiệu được như thế này thì cũng tốt, nhưng mà thì mình thấy nó cũng hay mà được cái nó chắc chắn hơn là những cái web khác. Cái web khác thì có thể bạn kiếm được nhiều ở từ những cái app khác nhưng mà chưa chắc đã rút được tiền về, vì nhiều khi đến lúc bạn kiếm đủ để cái min rút của nó rồi thì nó lại scam mất, thì nó lại cam quýt mất. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Có gì không hiểu các bạn, mình đã để link group Facebook của mình ở bên dưới, group Telegram bên dưới, các bạn kích vào và nhớ ấn subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình. Vì khi mình cũng đang test rất nhiều các app khác nhau để cho các bạn có thể dùng kết hợp nhiều app vào với nhau. Chứ nếu mà bạn dùng mỗi một app thôi thì một app nó cho bạn rất 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 là ít tiền đấy. Các bạn cứ chơi đi thì biết app nào mà cho bạn rất ít, bạn có thể rút được 100% thì nó cho bạn rất ít tiền. Còn cái app nào mà nó không thể rút được thì nó cho bạn rất nhiều tiền. Và mình đã tương đối là kiểm chứng rồi. Thì cái app này thì 100% là bạn rút được tiền rồi, bạn chơi là có thể rút được luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của mình. Đợi qua nhé. Nhớ ấn subscribe và like hoặc là chia sẻ với bạn bè cái app này để cho các bạn bè cũng biết đến cái việc kiếm tiền này. Thì cái này nó app này nó cũng mang yếu tố cơ bản cho bạn nào là muốn, có nghĩa là muốn mới bắt đầu về việc kiểu kiếm tiền như thế nào và rút kiếm Bitcoin như thế nào và rút Bitcoin về đâu đấy, thì cái này nó cũng tương đối là cơ bản cho các bạn nào mà chưa biết gì. Còn những cái bạn nào biết rồi thì mình cũng không cần phải nói nhiều, thì các bạn đều biết hết cả rồi. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn.